Xin chào các bạn ơi, mình là Kỳ Anh. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tiếp tục các bạn một cái dự án, con này là con Leo Financy. Dự án này thì sẽ đã lead, đã có cái vòng 1 rồi, một số bạn đã về rồi đấy. Nhưng mình không biết là làm sao mình không có về luôn đấy. Ôi. Tại sao tôi lại không về nhỉ? Thì bây giờ nó có vòng 2 ấy, bắt buộc các bạn phải điền form ấy. Nó sẽ nhận được là khoảng 110 LEF, cái vòng 1 hình như là nhận được 400 ấy mọi người ạ. Tầm khoảng 385 đô, không biết có phải không. Nếu không phải thì tốt quá nhỉ. Đây mình sẽ check cái dự án của nó này. Đây, dự án trước đây đây. Đấy, round 2 đây nhá. Con này nghi là lên Uniswap lắm ấy. Đây, Leo Swap này. Hay nó là một cái sàn nhỉ? Thôi, nó cho free thì mình cứ nhận thôi nhỉ. Một friend sẽ nhận được khoảng 2,5 LEF nhé. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải theo dõi cái group này, Telegram này, theo dõi một cái ở trên ấy nữa này. Red Twin lại Twitter này. Thế là xong thôi, đơn giản. Các bạn theo dõi cái kênh Telegram của nó nhé. Dạo này cái kênh nó cứ thế nào mà nó cứ hay bị ấy nhỉ, nó không có hiện group cho ấy. Thì các bạn sẽ phải copy cái tên này, các bạn vào cái group này, các bạn sẽ search ở đây đấy, thì nó sẽ ra nhé, ra cái group của nó này. Các bạn join cho mình nhé. Quay lại, các bạn copy lại cái tên Telegram, mọi người sẽ dán vào đây. Còn ở đây là Twitter nhá, thì mọi người sẽ theo cho mình cái Twitter các bạn, follow này. Các bạn vào profile này. Copy lấy tên cho mình nhé. Tên thì các bạn dán vào đây. Ở đây là cái Red Twin Link, thì mọi người ơi, thì các bạn thấy là cái Twitter, cái tên của nó đây, thì các bạn sẽ ấn vào, các bạn là ghi là Grid Project. Thế thôi. Không cần phải ghi gì nhiều. Đấy, thì các bạn ấn vào view thì các bạn sẽ thấy cái status của mình ở đây, thì các bạn sẽ copy lại cái link này, paste vào đây nhé. Ở dưới thì các bạn sẽ điền cái email của các bạn, các bạn sẽ nhận cái thông tin sau này. Các bạn có thể email này hoặc là thôi cứ cho email này đi. Mà bây giờ mình lại log cái email này. Thôi thì sẽ dùng email này. Đây. À, các bạn vẫn sử dụng ví nhé, các bạn sử dụng ví cho mình cái ví ERC20 nhé. Chắc là vòng 1 mình không có làm cho nên là mình không có thấy theo cái gì của nó này. Thôi cứ làm đi, không lo đâu nhé. Cái ở dưới là email mà cái người giới thiệu các bạn ấy. Thì mình để bên này cho mọi người dưới nhé. Đâu nhỉ? Bắt đầu à? Đây. Thì các bạn copy là cái email của mình nhé. Các bạn dán đây. Twitter nhé. Ôi rồi, ở đây mình lại để Telegram rồi, sai rồi, sửa sửa sửa. Twitter, Twitter là đúng rồi, Twitter của mình là đúng rồi. Ở đây cũng là, nó ghi là Twitter hay Telegram nhỉ? Twitter thì đúng rồi, Twitter thì đúng rồi, là tên này, con Penian 1983 này là đúng của mình rồi. Đấy, ok, như thế là đã xong nha mọi người nhé. Các bạn dán email người đã giới thiệu các bạn đây, Twitter mọi người đã giới thiệu các bạn nữa đây, coi như là thông tin, mọi thông tin đầy đủ rồi nhá. Thì các bạn chỉ cần copy lại link này, các bạn copy lại email và tên Twitter để giới thiệu bạn bè của mình cùng tham gia là được. Đấy, các bạn ấn gửi đi thôi. Đấy, dự án này đã xong. Bạn nào mà chưa tham gia thì đăng ký nhá, link mình sẽ để bên dưới video phần mô tả hoặc là phần mở rộng các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi dự án này và hẹn gặp lại các bạn ở những dự án tiếp theo.